Alo, 123, 123. Cái nick của thầy Kiên bị rớt rồi. Và cũng không thấy online nữa. Không biết hôm nay thấy lớp học của chúng ta như thế nào. Nhưng mà khi mà Christina thỉnh giảng sư lên, và cũng không thấy bàn tay, cũng không thấy rút lực gì hết, và thấy rớt mạng luôn. Bây giờ thì cũng không thấy online. Rồi tình trạng này chúng ta nghĩ sao? Sinh Nhật Quỳnh cũng đưa cái banner lên nè, rồi hôm nay vắng mặt Sinh Nhật Quỳnh nè, cũng có ai đưa bài vở lên. Rồi thầy cũng không có ý kiến gì. Christina đã thỉnh giảng sư lên, nhưng mà rồi thì thầy cũng cũng ra luôn rồi, không có xuất hiện nữa. Không biết quý vị có làm cái gì mà thầy Kinh giận không, không biết nữa. Rồi chị Kim Nhung đưa bài No battery, please charge. rồi, mời chị Kim Nhung nha. Alo. Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ thôi thì bây giờ chúng ta đọc Bali trước đi. Thường thì thầy cũng cho đọc Bali trước. Thì thôi bây giờ con cũng xin đọc Bali trước. Dạ thôi, trước hết thì con cũng quên nữa, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo và con kính đảnh lễ Ngài Tỳ Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không cùng quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào thầy Kinh, nhưng mà thầy Kinh chắc cái đường nét hôm nay như thế nào đó chắc thầy chút nữa thầy trở vào. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc phần Bali trước ạ. Samuchaya Sangha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma Dvasatati Vitha Vuttha Vattuttamma Salakkhana Te Sang Dhyana Yogang Bhavakkhami Samuchayang. 72 pháp, một tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangha Hồ Mít Saka Sangha Hồ Bồ Thị Bạch Ký Gia Sangha Hồ. Con xin đọc lại đoạn này. Akusala Sangha Hồ Misaka Sangha Hồ Bồ Thị Bạch Ký Gia Sangha Hồ Sập Ba Sangha Hồ Chà Tì Sa Mô Cha Gia Sangha Hồ Chà Túc Bi Thồ Quê Đi Tập Bồ. Toát yếu những phân loại, toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn: toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những loại pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp linh tinh. Dạ, con đọc lại. Hôm nay sao nó nhảy lên nhảy xuống. Toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh, cá thăng, á cú xa lạng, sa la sằng ga hề ta quá chắc ta rô a sa hòa ca ma sa hồ phá hòa sa hồ đích thà sa hồ á quýt cha sa hồ. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu: một, tham dục dục lậu; hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn hữu lậu; ba, tà kiến kiến lậu;
và 4 vô minh, vô minh lậu. Dạ, vậy mới ta chắc đọc xong độ 1. Dạ, con kính mời gì kế tiếp ạ. Dạ, con kính tân ngôi Tam Bảo, con kính lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Quán Không, kính lễ sư Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Chattaro oka akamo kho kho favo kho dittho kho avicho kho. Có 4 bọc lưu, 1 dục bọc, 2 hữu bọc, 3 kiến bọc, 4 vô minh bọc. Chattaro yoga kama kama yoga phá hóa yoga ít thí yoga cha yoga. Có 4 trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Đã xin post bài ạ. Taro gantha a aficha kaya gantho yapado kaya gantho silapapaparama so kaya gantho idam satcha phi mi về so kaya gantho. Có 4 thắt chặt tứ phượng: 1 thắt chặt vào tham dục tham ái thân phượng, 2 thắt chặt vào oán ghét sân độc thân phượng, 3 thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm giới thủ thân phượng, 4 thắt chặt vào quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý ngã kiến thân phượng. Chattaro upadana kamupadana upadanang silabbatupadanang attawadupadanang. Có 4 chấp thủ: tứ thủ, 1 dục thủ, 2 kiến thủ, 3 giới cấm thủ và 4 ngã chấp thủ. Cha mi quá ra ra na mi ca mắt chân đã mi quá ra năng và ta đã mi quá ra năng thì na mi tha mi quá ra năng út thất chá cú chầm mi quá ra năng quý chí kích trà mi quá rằng á quýt trà mi quá ra năng. Có 6 truyền cái chướng ngại: 1 tham dục cái, 2 sân độc cái, 3 hung thủy cái, 4 trả hối cái, 5 hoài nghi cái và 6 vô minh cái. Dạ, chắc hết ạ. Dạ, con đã đọc xong ạ. Kính tri ân thầy Kinh, cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài tiếp theo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, xin chị Tâm Hạnh bớt bài dùm ạ. Sa thú chị. Ba, sát. Ta nu sa ya ga ma ra ga nu sa yo fa wa ra ga nu sa yo ba ti kha nu sa yo ma na nu sa yo di tha nu sa yo wi chi ki cha nu sa yo a wi cha nu sa yo. Có 7 tùy niên, tiềm niên, tâm tánh ngủ ngầm. 1. Ái dục tùy niên. 2. Ngũ tùy miên. 3. Phẫn uất tùy miên. 4. Ngã mạn tùy miên. 5. Tà kiến tùy miên. 6. Hoài nghi tùy miên. Và 7. Vô minh tùy miên.
Dasa sang yo chana nika maraga sang yo chanang. Rubaraga sang yo chanang. Arubaraga sang yo chanang. Patika sang yo chanang. Mana sang yo chanang. Dithi sang yo chanang. Silap batapara masa sang yo chanang. Vichikicca sang yo chanang. Uthak cha sang yo chanang. Avicca sang yo chanang. Suttante. Theo kinh tạng có 10 thằng thúc: dây trói buộc, 1. Ái dục triền, 2. Ái sắc triền, 3. Ái vô sắc triền, 4. Phận uất triền, 5. Ngã mạn triền, 6. Tà kiến triền, 7. Giới cấm thủ triền, 8. Hoài nghi triền, 9. Phóng dật triền và 10. Vô minh triền. Dạ, con đã đọc bài xong rồi ạ. Dạ. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã bớt bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Quán Không, dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, dạ con kính chào thầy đại đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Dạ con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài ạ. Aparani dasa sang yo chanani Kamara gasang yo chanang, Fawara gasang yo chanang, Patiha sang yo chanang, Ma nasang yo chanang, Dithi sang yo chanang, Silapatapara ma sa sang yo chanang, Vichikicca sang yo chanang, Issa sang yo chanang, Makcha Riya sang yo chanang, Avicca sang yo chanang, Avithamme. Theo vi diệu pháp Avithamma, có 10 thần thúc, dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sang tham. Và 10. Vô minh. Đa xá ký lê xà lô phô đô sô mô hô ma nô đít thí quý chí kích trà thi năng út thác trần á hí rí cần á nó tấp bằng. Có 10 ô nhiễm phiền não: 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. A sa wa di su pa net tha ka ma pha wa na me na tap pa thu ka tan ha a thi pe ta si la pa ta pa ra ma su i dang sắc cha phi ni we so at ta wa tu pa da nang cha ta tha pa wat tang di thi ya tam me pa wut cha ti. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm, vân vân, câu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm ý, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu, chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ, con cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con kính cho thầy Kinh vừa vào đạo tràng. Dạ con xin phép được xuống mít, con kính nhân mít lại cho đạo tràng ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức, con kính lễ Sư Quán Không, con kính chào Thầy. Dạ, kính chào các anh chị. Dạ, không có ai đọc bài, con đọc lần nữa. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Samuccaya Sangha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Đoà Sattati Vitha Vut Ta vát thu tham ma sa lắc kha na te sang đa ni ya tha yo gang ba vát kha ni sa mốc cha cha yang. 72 pháp, 1 tâm, 52 tâm sở, 18 sắc thực tính và 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangha ho mi saga sangha ho bo thi bak phi ya sangha ho sap ba sangha ho cha ti samuk cha ya sa sangha ho cha tuk phi thổ về đi tap bo. Tất yếu các phân loại phải được hiểu là có 4. Tất yếu những loại bất thiện pháp, tất yếu những loại pháp hỗn hợp, tất yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tất yếu những pháp linh tinh. Dạ, chị Tâm Hạnh cho bài thêm ạ. Thằng akusala sangha heta vajata ro asawa kama savo phawa savo ditha savo avijja savo. Như thế nào để khởi đầu trong tất yếu những loại pháp bất thiện có 4 hoặc lậu? 1. Tham dục, dục lậu. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. 3. Tà kiến, kiến lậu. Và 4. Vô minh, vô minh lậu. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân Thầy. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Kha Dạ. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, chào tất cả các vị. Nghe mà, alo. Alo, 1, 2, 3. Dạ, dạ, cảm ơn các bạn. Cái máy nó đang trục trặc, nó đang quay vòng vòng, bài dở nó lên chưa được. Nó quay vòng vòng, bây giờ chóng mặt luôn. Dạ, quý vị cứ tranh thủ nha, lên đọc liên tục nha, để chờ đợi trong cái máy nó ổn định lại chứ mà lên. Dạ, xin mời tất cả quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc nha, được nhiều phước báo ha. Đọc pháp rất là lợi lạc. Rồi, xin mời tất cả quý vị.
Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, và con kính chào thầy kinh. Cho con xin phép đọc bài, cho con xin. Dạ, con cảm ơn thầy Tâm Hạnh ạ. Cho con xin đọc bài ạ. Chataro Oga Kam Mogo Bavogo Tit Ogo Avijoko. Có bốn bậc lưu: dục bậc, củ bậc, kiến bậc, vô minh bậc. Chataro Yoga Kama Yogo Bava Yogo Tithi Yogo Avijja Yogo. Có bốn loại trói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chataro Gantha Avijja Kaya Gantho Ya Bado Kagat Kaya Gantho Si Plapata Paramaso Kaya Gantho Idam Satcha Piniveso Kaya Gantho. Có bốn thắt chặt tứ phược: thắt chặt vào tham dục, tham ái, thân phược. Hai, thắt chặt vào quán ghét, sân độc, thân phược. Ba, thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ, thân phược. Bốn, thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin gần, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến, thân phược. Chataro upadana kamu badanang dittu badanang sila vattu badanang attavadu badanang. Có bốn chấp thủ, tứ thủ, dục thủ. Một, dục thủ. Hai, kiến thủ. Ba, giới cấm thủ. Và bốn, ngã chấp thủ. Chani varanani kama chanda nivaranang ya ba da nivaranang ti nang mitani varanang uttacha kukucha nai varanang vikicha nivaranang avijja nivaranang. Có sáu chuyện cái chướng ngại: một, tham dục cái; hai, sân độc cái; ba, hôn thị cái; bốn, chào hối cái; năm, hoài nghi cái; và sáu, vô minh cái. Dạ, con xin hết ạ. Con xin cảm ơn Tâm Hạnh bút bài. Con xin cảm ơn thầy kinh. Cảm ơn quý vị lắng nghe. Con xin xuống bích ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lãnh lễ sư trí đức, sư quán không, kính lễ các cô tu nữ, kính chào toàn, kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, vì ai không lên có lên nên con lên con đọc tiếp ạ. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Satta nusaya kamaraga nusayo phawakraga nusayo patikha nusayo mana nusayo it thanu sayo vichikicca nu sayo avicca nu sayo. Có bảy tùy niên, tiền niên, tâm tánh ngủ ngầm. Ái dục một, ái dục tùy niên. Hai, ái hữu tùy niên. Ba, phẫn uất tùy niên. Bốn, ngã mạn tùy niên. Năm, tà kiến tùy niên. Sáu, hoài nghi tùy niên. Và bảy, vô minh tùy niên. Dasa samyo chana nika mara ga samyo chana rupa ga samyo chana
arupa raga samyo chanang pati khamyo chanang manasami bo chanang vithi samyo chanang silabbatapara masaso sangyo chanang vichikicca samyo chanang utthaccha samyo chanang avijja samyo chanang suttante. Theo kinh tạng có 10 thằng thúc truyền dây trói buộc, ái dục truyền, 1 ái dục truyền, 2 ái sắc truyền, 3 ái vô sắc truyền, 4 phần uất truyền, 5 ngã mạn truyền, 6 tà kiến truyền, 7 giới cấm thủ truyền, 8 hoài nghi truyền, 9 phóng dật truyền và 10 vô minh truyền. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh. Cảm ơn chính tri ân thầy kinh, cảm ơn phần thể đạo tràng. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy á. Còn ai nữa không? Alo. Còn ai lên đọc lên không? Đừng có mắc cỡ nha. Mắc cỡ mất phước ráng chịu nha. Hết ai nữa thì vô câu đố vui có thưởng nha. Rồi, chuẩn bị đi. Vô câu đố vui có thưởng cho bạn này. Không ai thành đọc là thôi. Rồi, thư ký đâu mất rồi. Thư ký tài ba đâu mất tiêu rồi. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. Thư ký tài ba. Rồi, câu số 1. Nhãn căn. Đấy. Nhãn vật, phải, nhãn thức, giống hay khác nhau? Nhãn căn, nhãn vật, nhãn thức, giống hay khác nhau? Dễ quá ha, lấy 10 điểm chứ không. Rồi, đây đâu mời cô Meta đi. Mời cô Meta lớn tuổi nhất lên làm cái lấy 10 điểm của Meta đi. Mời cô Meta lên coi. Sao suy nghĩ chút xíu đi, suy nghĩ chút xíu hả? Suy nghĩ một phút, một giây nha. Rồi lên liền ha, rồi xả thủ cho. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, Sư Quán Không cùng quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính
Chào thầy, chào con kính chào con thể đạo tràng. Dạ, dạ cho con từ từ chút xíu. Dạ, con đọc câu hỏi lại. Nhãn căn, nhãn vật, nhãn thức giống hay khác nhau? Dạ, con xin trả lời theo sự hiểu biết của con. Dạ, mới vô con cũng, cái đầu con còn lơ mơ quá. Dạ, con xin trả lời là nhãn căn, tức là cái con mắt. Nhãn vật, dạ, rồi nhãn thức là cái sự nhìn thấy, còn nhãn vật, nhãn vật đây là nhãn vật. Dạ, nhãn vật có phải là thần kinh nhãn hay không thầy? Dạ, con lơ mơ quá. Nhãn căn là cái con mắt, nhãn vật là thần kinh nhãn, rồi nhãn thức là cái tâm nhìn thấy. Dạ, chắc lãnh học dịch quá hả thầy? Dạ, con xin cảm hóa lại cho thầy. Sao nữa, chưa trả lời được, chưa trả lời được, nhưng mà cũng chưa lãnh được dịch, cho con suy nghĩ, khoan hồng, cho khoan hồng nữa. Rồi, lâu mời Hồng Mai rồi, Hồng Mai lên rồi. Học hành lâu năm rồi, lên làm cái 10 điểm coi Hồng Mai ơi. Rồi, mai cô, mai. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ sư Trí Giác, kính lễ sư Quán Không, quý chư tăng và kính lễ các cô tu nữ. Kính chào thầy kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi. Một, nhãn căn, nhãn vật, nhãn thức giống hay khác nhau? Dạ thưa thầy, thì nhãn căn giống nhãn vật nhưng mà khác nhau về nhãn thức ạ. Nhãn căn là nơi môn, là khi thấy được cảnh sắc thì thu vào, và từ cái thần kinh nhãn thì ý thức được đó là vật gì vậy? Con chỉ hiểu có đến đó thôi thưa thầy. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nói chưa rõ ràng, nói pháp mà mình phải nói rõ ràng. Cho lên gỡ điểm lại lần nữa, lên nói lần nữa, lấy điểm lại coi. Suy nghĩ nói cho rõ, từ từ, ai đâu ai rượt đâu chạy. Từ từ nói. Được chưa? Lên làm lại đi, nói lại đi. Rồi, mày. Từ từ nói thoải mái, từ từ bình tĩnh, đừng có rung. À, dạ, thưa thầy. Nhãn căn và nhãn vật giống nhau nhưng mà khác nhãn thức. Nhãn căn là cái thu cái khi mà thấy sắc á, thì nhãn căn là nơi mà nhận biết, nhận ra, nhận thức cái sắc, và khi thu vào thì cái nhãn thức biết rõ đó là cái gì, màu gì, vật gì. Dạ thưa thầy.
Có vậy, có đúng vậy hết không? Con không có. Dạ thưa thầy, hết rồi thầy. Chưa được rõ ràng, chưa được rõ ràng. Mà mời thêm vị khác rồi. Mời... Đây, đây, đây. Chánh Tâm, mời Chánh Tâm lên rồi. Chánh Tâm lên lấy 10 điểm, rồi giật 10 điểm của con Hồng Quang, Hồng Mai nghe. Rồi, im luôn, xong. Mời này ta nay dắt xe chuẩn bị nghỉ ăn Tết hết trơn rồi sẽ trốn mất tiêu rồi. Rồi mời Đạo Huynh sao đâu. Dạ kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, kính đảnh lễ sư trí đức và các sư trong room. Dạ, kính chào thầy Kinh, chào chư quý vị. Dạ, phải nói vừa rồi là huynh Kinh đã cho lần đầu tiên cho 10 điểm, thích lắm, thích quá chừng. Thầy đã biết là con người ta rất là tham lam, tham được cái tiếng khen hết thôi. Dạ, rồi bây giờ thì trả lời cái câu này. Dạ, cũng trả lời theo một học trò rất là dở diệu pháp. Dạ, thì nhãn căn, nhãn vật, nhãn thức giống nhau hay khác nhau? Là theo chúng tôi nghĩ là khác nhau. Dạ, không thể nào giống nhau được. Dạ, nhãn căn là nó một trong cái lục căn ha, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, và nhãn vật là chỉ là con mắt thôi, chỉ thần kinh nhãn thôi. Và nhãn thức tức là khi mà cái nhãn căn mà tiếp xúc với cái sắc á, thì nó tạo ra cái nhãn thức. Dạ. Tức là lục căn tiếp xúc với lục trần ha, nó tạo ra lục thức, thì đây là cái thần kinh nhãn nó tiếp xúc nhé. Thành thứ ba cái khái niệm này rất là khác nhau. Dạ, nếu vị nào mà trả lời nó mà nó rốt ráo hơn theo bây giờ pháp thì kính mời ạ. Dạ, cảm ơn quý kinh đồng nữa. Dạ, là một bức thầy. Dạ, cảm chào thân chào chị quý vị. Rồi, sao thứ nhưng mà cho 5 điểm ăn rồi, 5 điểm khuyến khích, 5 điểm khuyến khích. Rồi sao thứ hàng, rồi mời cô ta lên gỡ lại rồi. Mấy ta nó mất rồi. Thấy giờ tay mất rồi. Chánh Tâm lên rồi. Chánh Tâm lên lấy 10 điểm rồi. Chánh Tâm đó rồi. À, nó lên đó rồi. Rồi mời Chánh Tâm. Dạ. Con kính đến lễ ba ngôi tam bảo ạ. À, con xin kính đến lễ quý sư và quý cô tu nữ. Con kính chào thầy Kinh, kính chào đạo tràng. Nhãn căn là cái con mắt, là con mắt. Nhãn vật á, là cái vật nó nương vào cái nhãn căn. Thì còn nhãn thức là cái tâm. Khi nhãn căn nó tiếp xúc lại, nhãn căn với nhãn vật thì nó giống nhau, nhưng mà khi tiếp xúc, nó tiếp xúc với cảnh thì nó có phải có nhãn vật nó nương vào. Thì khi chúc với cảnh thì cái nơi trú của nhãn căn là nhãn vật, thì
nhãn con thức là cái tâm nó biết cảnh. Dạ. Thì nhãn thức nó sẽ khác với nhãn căn và nhãn vật. Dạ, con xin hết ạ, thưa thầy. Chưa được. Dạ, nhãn căn với nhãn vật giống nhau hay khác nhau? Rồi, này là nói thử này, nhãn căn, nhãn vật giống nhau hay là khác nhau? Mày học lâu lắm rồi nha quý vị, học bài này lâu lắm rồi đó. Rồi mời cô Hồng Nhung lên. Dạ, alo ạ, dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức, dạ con kính đảnh lễ sư Quán Không, con kính lễ sư Pháp Trang, dạ kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ con cũng lâu quá rồi con cũng con nói thử. Dạ nhãn căn với nhãn vật thì là giống nhau. À, căn vật thì là cái chỗ chú, còn nhãn thức là cái biết. Dạ. Tức là cái biết của con mắt thì là nhãn thức. Dạ, còn nhãn căn nhãn vật là chỗ chứa của cái sự dây ấy của thần kinh nhãn là nhãn căn và nhãn vật. Dạ. Theo con là như vậy thưa thầy, tức là nhãn căn và nhãn vật thì nó chỉ khác nhau cái tên thôi nhưng mà chi pháp giống nhau, còn nhãn thức là cái biết của con mắt ạ. Dạ. Đó là câu trả lời của con. Dạ, nhãn căn với nhãn vật chi pháp là thần kinh nhãn, còn nhãn thức là cặp nhãn thức thọ xả quả bất thiện và nhãn thức thọ xả quả thiện, đó là nhãn thức ạ. Rồi, xa thú chính xác không, rõ ràng chính xác không, quý vị nghe ôn lại phần này không. Hai cái từ khác nhau thôi nhưng mà nó cũng là một, nhãn căn nhãn vật nó cũng là thứ đó, nhãn căn lại căn gốc của nhãn là thần kinh nhãn, nhãn vật cũng là thần kinh nhãn. Hai cái này cũng là thần kinh nhãn, căn và vật nó cũng thứ, hai là giống nhau, nhưng mà nhãn thức là cái tâm nương qua thần kinh nhãn để biết được cảnh sắc, tức là từng cái nhãn thức nương qua nhãn vật hay là nương qua nhãn căn để biết được cảnh sắc. Đó là cái sự giống nhau và khác nhau của ba vấn đề này ha. Rồi, ok ha. Câu số 2. Nhãn căn nhãn vật cũng giống nhau, Thầm Cami cũng nói đúng ha. Đây là cô Hồng Nhung với Cami 10 điểm. À, mấy vị khác 5 điểm ha. Rồi, xa thủ. Câu số 2. Trong màn đêm bao phủ. Tôi nhìn thấy một con thú hoang. Tâm nào làm việc thấy? Câu hỏi. Rồi, câu hỏi trong màn đêm bao phủ, tôi nhìn thấy con thú hoang ở xa nó chạy tới. Tâm nào làm việc thấy? Rồi, đâu mời Hồng Mai lên lấy dấu lại coi. Hồng Mai, câu này dễ quá, Hồng Mai rồi. Nãy thua ha, ăn dịch thì lên lấy dấu rồi. chưa lên được. Rồi, cô Meta đó rồi. Lên câu này dễ quá nè cô Meta. Rồi, mời cô.
Dạ thưa thầy, con xin trả lời. Trong màn đêm bao phủ, tôi nhìn thấy một con thú hoang. Tâm nào làm việc thấy? Dạ thưa thầy, cho con thì đó là tâm sở hữu tưởng đã nhìn thấy. nói chưa kịp vậy rồi nhảy xuống rồi. Cô có nghe không? Thằng Mai có nghe không? Mới đang nói nhảy xuống rồi, rồi mời làm lại ra. Dạ, tại vì con rớt mic ạ. Dạ thưa thầy, con đọc lại câu hỏi nha. Trong màn đêm bao phủ, tôi nhìn thấy một con thú hoang. Tâm nào làm việc ấy? Dạ thưa thầy, trong màn đêm thì không có đủ yếu tố của tâm nhãn thức. Vì vậy, khi mà muốn nhận thấy rõ được thì phải có đủ ánh sáng mới thấy. Vì vậy, cho nên là nghe con thì đó là thấy, cái sự thấy là tâm sở hữu tưởng. Dạ thưa thầy, con chỉ biết bao nhiêu đó thôi ạ. Dạ con xin xuống mic. Rồi, sao thứ mời cô Meta, mời cô Meta. Dạ, một lần nữa xin kính sư, kính chào thầy, chưa biết. Dạ. Thì, cảm ơn Trung Nguyễn cho biết tín hiệu. Dạ. Cô Hồng Mai trả lời, nếu mà thầy hỏi là nếu mà cái tâm sở nào đó, thì tâm sở tướng là đúng. Dạ. Nhưng mà thầy là hỏi là cái tâm nào mà làm cái việc thấy. Thì chúng tôi không có cái bản nêu ra, nhưng mà chúng tôi nghĩ là có lẽ là tâm sân. Nó làm cho mình thấy cái vật đó. Dạ. Dạ, em muốn biết thầy giá. Rồi, tâm sân phải không? Tâm sân có mấy tâm sân? Tâm sân có mấy tâm sân? Alo. Có hai tâm sân, lãnh hai học dịch luôn. Em sân lãnh trọn. Rồi lấy lên, giơ tay lên, nhìn ở đây. Rồi. Rồi, bỏ xuống rồi, cô Meta lên cầm lại cô Meta. Cầm mãi giờ chưa ai nghe tiếng vậy ta, không thấy cầm mic. Tôi bấm lại đàng hoàng coi, mời con coi. Cô Meta đó rồi. Té nè. Rồi, mời vị khác đi. Chánh tâm lên làm lại coi. À, cô Meta lên lại kìa, rồi, mời con. Dạ, Nam Mô Bồ Tát, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ,
Cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe trở lại được, và cảm ơn cô Kim Nhung. Và con xin đọc lại câu hỏi nãy giờ, sao cái máy con nó lôi thôi mà. Trong màn đêm bao phủ, tôi nhìn thấy một con thú quang, tâm nào làm việc thấy? Và con xin trả lời là cái tâm làm việc thấy đó là tâm nhãn thức. Thì cái lộ trình tâm ở đây là, trước hết thì muốn thấy được thì có cảnh, cảnh ở đây là con thú. Và tiếp xúc với mắt thì thấy được con thú, thì trước hết là kháng ngũ môn sanh lên, đưa về phía tâm nhãn thức, thì tâm nhãn thức sanh lên, đó là kế tiếp theo là tâm tiếp thâu, rồi tâm quan sát, rồi đến tâm đoán định, là lúc đó là đoán định được là con thú quang. Và tới đó thôi. Dạ, con phân tích tới đó thôi, không biết đúng sai, và con xin trả mic lại cho thầy. À, bên Úc có chợ bán hộp dịch gần cô nhà con cô. Có chợ là bán hộp dịch gần không? Có chợ ra mua đỡ hai trứng. Rồi. Đầu Châu Nguyễn lên thư ký tài ba lên lấy điểm rồi. Rồi kính chào sư tử mới vô rồi. Thư ký tài ba lên gỡ điểm giùm coi. Rồi mời Châu Nguyễn. Dạ, sao cái máy con nó lên thôi, cho con có trả lời thêm đi thầy. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sàn Khà Giá. Dạ, con đọc lại câu hỏi nãy giờ té lên xuống cho nên con không thấy cái điểm này. Dạ, trong màn đêm bao phủ thì như vậy là nó thiếu cái yếu tố để cho cái tâm nhận thức sinh lên rồi. Bởi vì không có đủ ánh sáng để nhìn thấy, thiếu một yếu tố, một trong bốn yếu tố để có để nhìn thấy được rồi. Thì như vậy thì trong màn đêm bao phủ thì không có đủ ánh sáng để nhìn thấy rồi. Rồi làm sao mà nhìn thấy được con thú quang? Thì con nghĩ là tâm nào làm việc thấy, đây chắc có lẽ là do cái tưởng tượng, hay là do cái, đây là một cái cảnh pháp ở trong tâm thôi, thấy ở trong tâm thôi. Như vậy có đúng không thầy? Dạ, con xin trả máy lại cho thầy. Nói lý luận lát đi chất quốc nữa. Trong màn đêm bao phủ, mà đêm thà lùi á, đêm bao phủ là cho biết đêm thà lùi, tôi nhìn thấy một con thú hoang. Câu này là câu này đâu có đúng đâu. Đêm bao phủ thì sao thấy, thì tâm nào làm việc thấy, thì đâu có tâm nào tâm nào làm việc thấy được. Nó hồi nhãn thức do sanh lên từ thấy. Câu này là sai, không có đúng, không có tầm nào đấy, được chưa? Thiếu yếu tố đúng rồi, câu nói này đúng ha. Rồi xa thú ha. Câu dễ quá trời. Chừng nào tôi hỏi tôi tưởng tượng mình tính, cái này tôi nói tưởng tượng, hỏi tâm nào, nói tâm nào làm việc thấy, câu trả lời đúng, đúng theo cái câu trả lời nha. Rồi câu số 3. Một anh mù phải biết ngồi trong một nhà hát lớn, ngồi trong một nhà hát lớn
thưởng thức bản giao hưởng tuyệt vời của Beethoven. Thưởng thức bản giao hưởng tuyệt vời của Beethoven. Đấy. Thưởng thức bản giao hưởng tuyệt vời của Beethoven. Beethoven không biết, không biết viết ha. Rồi, Beethoven. Đấy. Sau khi dàn nhạc, sau khi dàn nhạc chấm dứt, sau khi dàn nhạc chấm dứt, anh ta vỗ tay hoan hô. Sau khi dàn nhạc chấm dứt, số năm, anh ta vỗ tay hoan hô. Tâm gì thưởng thức chấm hỏi. Rồi câu này dễ ui ha. Rồi cô bé ta giơ tay liền, giơ gỡ giống liền. Rồi cô bé ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con đọc lại câu hỏi. Một anh mù điếc ngồi trong một nhà hát lớn thưởng thức bản giao hưởng tuyệt vời của Beethoven. Sau khi dàn nhạc chấm dứt, anh ta vỗ tay hoan hô, tâm gì thưởng thức? Con thấy câu này cũng giống như câu trên là sai từ đầu thầy. Mù thì có thấy được gì, rồi điếc rồi có nghe được gì đâu. Mà thưởng thức thì con thấy là nó sai vậy thôi. Dạ, con xin trả máy lại cho thầy ạ. Dạ, một lần nữa kính đảnh lễ quý sư. Dạ, kính chào thầy và kính chào đạo trang. Bây giờ cho chúng tôi gửi điểm. Gửi điểm. Một anh mù ngồi mù mà điếc nữa, tức là anh chàng này anh không có thấy mà anh không nghe nữa, mà anh thưởng thức một cách si mê như vậy. Thì đây là chắc cái tâm si phải không thưa thầy? Tâm si. Dạ. Tại vì thầy hỏi câu trước là hỏi trước kỳ rồi, thành câu đây là dạ, là tâm sở si, là tâm si chứ không phải tâm sở si. Dạ. Dạ, xin nhường mic cho thầy và quý vị. Dạ, thưa thầy, con sẽ trả lời hai vế. Thì vế thứ nhất, khi mà một anh mù, anh điếc ngồi trong một nhà lớn thưởng thức bản giao hưởng tuyệt vời của Beethoven, sau khi dàn nhạc chấm dứt, anh ta vỗ tay hoan hô, tâm gì thưởng thức. Thứ nhất, con trả vế thứ nhất, khi nếu mà anh mù mà anh điếc, nếu mà anh điếc, hoàn toàn điếc, thì là không có cái tâm gì mà thưởng thức hết, nếu mà điếc hai bên. Còn nếu mà vế thứ hai, nếu mà anh mù mà anh điếc có một bên, thì khi anh một bên thì anh vẫn có nghe được, tại vì điếc một bên, thì khi hết, thì anh ta sẽ với cái tâm tham thọ hỷ học tà vô chợ. Ok, con xuống mít.
Đúng là tào lao. Đúng là tào lao. Rồi, rồi, rồi dòng mai lên tào lao thêm cái nữa cho quan hỷ. Dạ chắc vậy đó thầy. Dạ thưa thầy, một anh mù mà điếc thì làm sao mà có tâm nào để mà thưởng thức gì đó, có nghe được, có thấy được đâu. Thì chắc là tâm tham quá thầy, vì chỉ vì do thích đi và thích được đi ra ngoài và ngồi trong nhà hát thôi à thưa thầy. Đúng là lao tiếp, cái này đúng là lao tiếp. Rồi câu này chỉ có cô bé ta đúng, mù điếc tôi thấy cái gì đâu, đi nghe nhạc này câu tôi đặt đặt để thuyết kỳ vậy đó. Có mắt có tai nghe còn chưa hiểu gì. Mù điếc là vỗ tay quan nghênh nữa. Thôi mời cô hồn chung. Dạ, con thưa thầy, dạ, trở lại cái câu hỏi hồi nãy là câu hỏi số 2 á thưa thầy, là trong màn đêm bao phủ mà thấy một con thú hoang, tôi thấy một con thú hoang, thì rõ ràng là cái người đó họ có thấy một con thú hoang, nhưng mà vì không có đủ điều kiện để thấy, thành ra là nó vẫn có cái sự tưởng tượng ở trong đó, chứ còn mình nói tâm này luôn luôn lúc nào cũng có mặt, thì con nghĩ lúc này là mình nói nó cũng không đủ điều kiện để thấy thôi, nhưng mà nó cũng vẫn có cái sự tưởng tượng, vì anh ta tưởng tượng bằng cảnh pháp ở trong cái tâm, bằng lộ ý, thì như vậy là vẫn có tâm, và đó là trong đó thì có sở hữu tưởng làm cái nhiệm vụ tưởng tượng. Còn ở đối với câu này theo con á, thì rõ ràng anh ta vẫn không nghe không thấy, nhưng mà anh ta hoan hô, tức là trong cái tâm của anh ta vẫn có sự hoan hỷ, thì cái đó con nghĩ đó là tâm tham. Dạ, theo con là như vậy. Không nghe không thấy nhưng mà vẫn thích, thì đó là tâm tham, con nghĩ vậy thôi. Đúng không thưa thầy? Dạ, con kính tri ân thầy. Tào lao tiếp. Rất là tào lao tiếp. Câu ta hỏi con đường đó lợn nào. Có thể thấy kỹ gì đâu, đâu hỏi tới cái tưởng đâu, hỏi tới cái tâm đâu, hỏi tưởng đâu. Còn này mà mù điếc rồi không nghe được gì, không thấy được gì, lấy gì quan hỷ, lấy gì quan hỷ mà tham, không có cảnh lấy gì tham. Rồi chánh tâm muốn lên tào lao tiếp không? Rồi mời. Thưa thầy, lúc mà nãy thầy ra cái vế đó, cái vế cái câu hỏi thứ ba đó, thì lại thầy nói mà khi anh mù anh điếc, mà mù điếc nhưng mà xâm tham á, có người điếc á, điếc một bên nha thầy, nó thầy đâu có nói là điếc điếc hoàn toàn điếc đâu, điếc nhưng mà có thể điếc một bên, còn điếc vẫn còn nghe được âm nhạc nha thầy, điếc vẫn còn nghe âm nhạc, nhưng mà anh mù á, thì có thể người ta dẫn vô, anh dẫn ta điếc một bên, nhưng anh ta có thể hồi đó anh ta có thưởng thức âm nhạc được, bây giờ anh ta vô anh điếc một bên, anh ta cũng có thể thưởng thức âm nhạc. Thì khi mà hết cái bài đó, tại vì thầy đưa cái câu hỏi này ra, thì khi hết bài đó thì anh ta có thể, nếu mà theo mình điếc một bên thì mình cũng vẫn nghe được một bên, thì là cái tâm tham thưa thầy. Nó là ý là con nói như vậy chứ không phải thì thầy nói điếc, nhưng mà đâu thầy nói đâu có điếc bên hay điếc hai bên hả thầy. Con xin hết. Bị nói tào lao chưa chịu, thêm cái tào lao nữa là hai cái tào lao luôn. Nó điếc rồi, điếc bên đâu có điếc, điếc bên là còn nghe được rồi chưa điếc. Rồi tào lao ha, rồi xong rồi đó là kiếm tính nữa. Rồi câu số 4. Một người đang ngủ say, một người đang ngủ say, một kiếp sao có bắt cảnh hiện tại được. coi ta đúng rồi. Một người đang ngủ say, đâu mất lại thư ký chạy ra rồi. Ồ,
một người đang ngủ say, có mùi hương thơm làm anh ngây ngất. Có mùi hương thơm làm anh ngây ngất. Tâm gì? Chấm hỏi. Rồi, ai lên tào lao tiếp? Tào lao tiếp thì bây giờ là... Thôi, mời chú Tâm lên tào lao tiếp rồi. Con này con lên là con lấy 10 điểm luôn đó, chứ không có tào lao đâu thầy. Một người đang ngủ say, có mùi hương thơm làm anh nghi ngất là tâm gì? Dạ thưa thầy, không có tâm gì hết, ngủ say mà sao mà có nghe mùi được thầy. Ngủ say là không có nghe, không biết gì, chừng nào mà có người đến mà rung động nhiều lúc nó còn không nghe, đánh vô người ta còn, nhưng mà đánh mạnh quá có thể nghe, chứ còn này ngủ say quá mà nghe mùi hương thơm, con nghĩ không có tâm gì hết thầy. Dạ con xin hết thầy. Cái câu này là cũng là cái không có tâm gì đó là con trả lời đó thầy. Dạ con xin hết. Chắc chưa cho chữ rồi. Chắc không? Rồi lãnh hai chứng dịch đi. Lãnh hai. Rồi. Rồi hà lên đi, hà lên đi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa. Đức Chư Tôn Đức Tăng, các cô tu nữ, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ, thưa thầy, một người đang ngủ say thì cái khi mà cái người mà ngủ say thì hậu kiếp vẫn sanh khởi, thì ở đây ngủ say rồi thì cái tâm thức của hậu vẫn có sanh có diệt, thì con chỉ có nghĩ đến đó thôi chứ còn sai thì không thể nào biết được mùi gì hết ạ. Dạ, con trả mít lại. Ơi, xa thủ. Ngủ sai sai vẫn có tâm nha quý vị, chứ không ngủ sai không có tâm nào hết. Đến tâm bị bắt lộn chi pháp đó. Lãnh hai chứng dịch. À, cô Hà nói chính xác, ngủ sai xưa là dòng tâm đang trong trạng thái hậu kiếp. Như vậy là chính xác, cô Hà được 10 điểm. Xa thứ. Rồi, câu tới đâu là câu số mấy? Câu số 5. Thứ 5, chính tâm nghe kỹ, gỡ vốn nha. Số 5. Bà A vô tiệm nail làm móng tay, phải. Cô thợ cắt móng tay của bà A. Cô thợ cắt móng tay của bà A một cái búp. Đấy. Bà A hét lên đau quá. Đấy. Phải tát vào mặt cô thợ cái bóp. Đấy, phân tích làm gì? Gom khỏi lại cái
Rồi, hỏi câu hỏi gộp lại ha. Rồi. Chánh tâm hoặc là huynh đạo huynh lên gỡ giống rồi nha. Lên gỡ giống rồi nghe câu này nghe cho. Rồi, xin mời nha. Dạ, một lần nữa xin kính đảnh lễ quý sư và dạ, kính chào thầy Kinh, kính chào chú quý vị. Dạ, cảm ơn chú Nguyễn cho biết tín hiệu. Dạ, dạ rổ hộp dịch của thầy còn nhìn này bán đắt dễ sợ. Cô thôi cũng ráng gỡ điểm ha. Dạ. Câu số 5 thầy nói là bà A vô tiệm nail làm móng tay, cô thợ cắt móng tay của bà A một cái bụp. Bà A hét lên là đau quá, tát vào mặt cô thợ một cái bóp. Thì thầy hỏi là phân tích tâm gì của cả hai người đây luôn. Thì cái cô thợ là chắc có lẽ là của cái tâm tham, là cô muốn cho cái bà khách này được vừa lòng, ráng làm. Nhưng mà chẳng may là bị tai nạn, chắc cô mất ngủ. Thành thử là có thể là cái tâm tham và cái tâm si nữa. Dạ. Dạ. Hai cái tâm, tức là muốn cho người ta được vui vẻ, được người ta làm đẹp. Dạ. Và cái mê công việc đấy là cô thợ có cả tâm tham và tâm si. Còn bà khách này thì bà đau quá thì bà nổi giận ha, nổi gió lên. Thì bà khách này là có cái tâm sân. Thì cả hai người này là đầy đủ tâm sân si. Dạ. Đó là câu trả lời của đạo huynh. Dạ. Xin nhường biết lại cho thầy và cho đạo hàng. Dạ, yeah, mua bút thầy nhé. Rồi, lãnh thêm hai chứng nữa. Cho đủ gì, sắp xếp cho đủ một chục cái kho nội kho Việt. Kho nội kho Việt Tết. Rồi, mời cô một mai. Dạ, con kính lễ với chị Tăng. Kính lễ, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng, nhà thưa thầy. Câu 5, bà A vô tiệm nail làm móng tay, cô thợ cắt móng tay của bà A một cái bụp, bà A hét lên đau quá, tát mặt cô thợ, phân tích tâm gì? Thưa thầy, cô thợ và bà A đều là tâm sân. Vì cái cô thợ khi mà cắt đó, thì cái trạng thái tâm của cô là tâm sân, nhưng lỡ vì sợ. Còn bà A thì sân đã tát một cái vào mặt cô thợ một cái bóp, là trong trạng thái tâm sân vì đau quá. Dạ thưa thầy, dạ con xin hết ạ. Tâm sân có hai tâm sân đúng không? Hai em sân lãnh hai tiếng luôn. Sân lãnh hai tiếng luôn, còn mai lại lãnh được nhiều. Giờ phân tích gọn chỗ mà cắt móng tay rồi bà ăn cái bóp. À, rồi bà hét lên đau quá, tâm gì là tát vô mặt cô thợ cái bóp là tâm gì, khỏi phân tích cô thợ lúc đầu chi rắc rối. Rồi mời tâm Cam Y, sau đó chánh tâm.
Thôi cho thầy. Hello, dạ có nghe con không ạ? Kính lễ chư tăng và kính chào thầy. Chào tất cả quý vị. Dạ con dạ con nghĩ là bà A hét lên đau quá là tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân. Bà A mới có tâm sân, sanh thân thọ u hợp phấn vô trợ là bà tát cho cô thọ một cái bóp. Dạ nếu mà phân tích theo tâm là cái đoạn cuối là như vậy. Còn bà A vô tiệm nail là móng tay thì con nghĩ là tâm tham đạo hỷ ni tà vô trợ. Dạ. Rồi, lãnh hai tiếng dịch lộn cho đỡ buồn. Mời Chánh Tâm. Mời Chánh Tâm. Wow, dạ con kính chào thầy Kinh. Wow, cái câu này Dhammika phân tích vậy là cũng hay mà thầy còn nói cho hai chứng dịch vậy là con chắc cũng xong luôn rồi. Tại vì thứ nhất, khi mà bà A vô tiệm nail làm móng tay, là vô tiệm nail làm móng tay là cái tâm là khi mà vô tiệm nail á, là móng tay là cái tâm tham muốn đẹp là tâm tham mà tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Và khi cô thợ cắt móng tay của bà một cái bục, khi cắt bục bà hét lên thì cái cô thợ đó là cái tâm si cắt không có cẩn thận, là cái tâm si phóng dật. Khi nên mới làm cho bà A bị đau quá là cái thân thức thọ khổ và bất thiện. Và khi cái đau quá bà ta nổi sân lên thì bà cái tâm sân hợp phấn vô trợ tác vào cô thợ. Đó là con phân tích tâm. Nhưng mà cái nghĩ này thầy có cái mẹo gì đây? Chứ con thấy ai cũng phân tích những gần giống vậy mà thầy con chắc con cũng nhiều chứng lắm thôi. Con xin hết là thầy. người ta nói trước người ta bị hai chứng, mình nói sau rồi mình lãnh double là bốn chứng rồi chứ. Sao sau đó không được là bốn chứng. Rồi bốn chứng, ai lơ không? Coi gì quên ngay, coi gì quên lên ngay. Nãy giờ trốn mất tiêu, lên lãnh thêm 4 chứng nữa, chưa dẫn 8. Rồi, mời con. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức Thượng Tọa Quảng Không Đại Đức Pháp Trang Đại Đức Đại Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhập bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhập bình kính lễ cô tu nữ phúc hạnh, nhập bình kính chào thầy Kinh, nhập bình kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn Châu Nguyễn. Bà A vô tiệm nail làm móng tay, cô thợ cắt móng tay của bà A bị một cái bụp. Bà A hét lên đau quá, tát vào mặt cô thở cái bóp, phân tích tâm gì. Dạ, trời ơi, Nhật Quỳnh dốt, bảo đảm là quý vị ăn 2 trứng, 4 trứng cho Nhật Quỳnh ăn một thúc luôn. Nhưng mà thôi, không sao. Tại vì hôm nay Nhật Quỳnh nãy giờ vào nghe thì giống như thầy cài để cho đạo tràng có hột vịt kho ăn Tết đó mà. Thì cho giờ nhận thúng không có sao hết. Dạ, chị nhỏ. Hay. Dạ, để Nhật Quỳnh đọc lại câu hỏi ngang nha, cho Nguyễn. Thật sự là chắc chắn là một nô
hầu trứng như như Kim Dung nói luôn bà. Bà A vô tiệm nail làm móng tay, cô thợ cắt móng tay của bà A một cái bực nha. Khi cô thợ này cắt móng tay bà mà bị một cái bực, tức là tâm phóng dật. Khi cô thở cắt ngón tay không chú ý vào là tâm phóng dật. Bà A hét lên đau quá, tát vào mặt cô một cái bóp. Thì lúc này tâm bà là tâm bà A là tâm sanh. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Dạ, kính mong thầy cho một thúng học dịch ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn thầy. Rồi nó cho thúng chi cho dĩ 12 trứng rồi. Dĩ mà chợ bán đủ 12 trứng. Cầm dĩ về kho được không? Rồi mời tiếp, mời ai đâu. Đâu cô Hà, đâu cô Hà lên nói lãnh luôn 24 trứng luôn, 12 giờ lên 24. Đủ kho dịch luôn. Hồng Mai gỡ không? Cô cái ta có gỡ không? Gỡ giống không? Cô. Rồi, mời Hồng Mai. Dạ, thưa thầy, thì như con đã nói là cô cả cô alo. Dạ dạ thưa thầy, thì như con đã nói là cả hai đều là sân, nhưng mà cô thợ sân vì sợ, vì thế là cô thợ là thuộc trong sân vô trợ, còn bà A bởi vì cô thợ cắt đau quá, cảm giác đau và vì vậy cho nên bà nổi sân lên, vì thế đó gọi là trong sân hỗ trợ. Thì bà A thì thân thức thọ khổ, thưa cô, thưa thầy ạ. Dạ thưa, xin hết ạ. Rồi vậy lãnh luôn hai dĩ luôn, 24 trứng luôn. Mày kho nồi này lớn nha, nồi này 24 trứng chắc kho ký thịt quá. Kho đủ ký, mời bọn bà con trong tiệm trong trong room về ăn. Không ai nói trúng, không ai nói trúng vậy trời. Cô Kim Dung coi, Kim Dung lên nói là có trúng không? À, Châu Nguyễn này, Châu Nguyễn lên lãnh tao gì 24 trứng, mình lãnh 48 luôn, cho chẳng. Mời Châu Nguyễn. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, dạ thưa con Châu Nguyễn. Con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư quán không, con kính đảnh lễ sư tuệ đức, con kính đảnh lễ sư pháp trang, dạ con kính lễ quý cô tu nữ. Con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã cho con biết tín hiệu. Dạ thưa thầy, con xin lãnh một dĩ 30 trứng luôn thầy. Thầy ơi, từ ngay cái câu hỏi á, là hồi nãy giờ con thấy mọi người, mấy cô, mấy anh chị trả lời đúng hết mà sao thầy cũng không có chịu. Cho nên là bây giờ con nghĩ chắc thầy có cái gì ở trong này, là con nghĩ là cắt vào cái móng tay, kêu cái bực thì cắt vô cái móng làm sao nó đau được để mà bà A bà hét lên đau thầy. Tại vì chừng nào cắt, nói thầy cắt vô cái ngón tay hoặc cắt vào cái gì đó nó mới đau, chứ cắt vô cái móng thì nó không thể gọi là nó đau được, cho nên không có cái tầm gì hết. Dạ con xin lãnh 30 trứng và dạ, con xin phép được xin nước nè. Xà thú, xà thú, xà thú, à, thông minh, quá thông minh, chính xác. Móng tay đâu có thần kinh thân đâu mà đau. Móng tay liệt, đâu có thần kinh đâu mà đau, chứ không đau. Là có á, đúng chính xác, hay quá. Mà nhà hai cũng nói đặc lắc. Cắt móng tay chứ đâu có cắt vô thịt đâu mà đau.
Thì ta nói mà ta nói tricky mà căn ngón tay sao đâu bị gài chữ không biết gì trơn, dở quá rồi. Rồi xong không, nắm được không? Câu số 6. Lâu có chơi đâu này, đúng cắt bóng tay, trong cái bóng tay nó không có hệ thần kinh thân thì sao đau nữa, phải mình bị mình hiểu sai. Mình bị đó, đố câu hỏi mình sai. Trang Nguyễn thông minh á, Trang Nguyễn thư ký tài ba nha. Thì ta nói tricky mà. Câu số 6. Trong mơ nhìn thấy một người với hương sắc tuyệt vời, phải. Nhìn thấy mọi người với hương sắc tuyệt vời, phải. Mùi nước hoa thơm ngát, mùi nước hoa thơm ngát, giọng nói thanh tao, phân tích tâm vô nhân. Câu hỏi phân tích tâm vô nhân, à, câu này dễ ổi ha. Thì trong mơ thấy người với hương sắc tuyệt vời, nước hoa thơm ngát, giọng nói thanh tao. Bây giờ mình phân tích theo tâm vô nhân, thì trong đây có bao nhiêu loại tâm vô nhân có mặt trong cái câu chuyện này ha. Rồi đâu cô bác ta lên lặp lại cái nơi này. Lặp lại cái cô bác ta lấy 10 điểm cô bác ta. Cho con suy nghĩ ha, suy nghĩ ra để cho Đạo Huynh lên nói trước đi. Đạo Huynh nãy bị mấy chứng dịch này cũng chục trứng rồi. Lên gỡ vốn rồi. Đạo Huynh là chánh tâm mà. Hồng Mai nè, Hồng Mai bị zero nhiều quá. Rồi, mời chánh tâm. Dạ, con kính chào thầy. Dạ, con xin phân tích về tâm vô nhân ạ. À, trong mơ nhìn thấy một người với hương sắc tuyệt vời, thì nhìn thấy một người với hương sắc tuyệt vời là cái tâm... À, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện, và mùi nước hoa thơm ngát là tâm tỷ thức thọ xả quả thiện, à, tâm tỷ thức, và giọng nói thanh tao là tâm nghe giọng nói thanh tao là tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện. Đó là trong nó có ba loại nó trong mơ, nhưng mà trong mơ á, là trong mơ, nhưng mà thầy nói là phân tích về cái tâm vô nhân, thì trong mơ vẫn cũng có thể là vẫn vẫn phân tích tâm vô nhân đó. Dạ. Dạ con xuống cái này thì thầy nó phân tích tâm vô nhân nha, còn còn thầy trước gì nữa con không biết. Dạ con hết rồi, con xuống. Rồi cái này cho ăn thúng luôn. Cái này là cho một thúng luôn chứ không cho hai trứng. Này cái này chánh tâm tha hồ đưa cho bà xã kho dịch mệt nghỉ luôn ha. Rồi giờ là con ai này, cô mấy ta nó lại, cô mấy ta nó dễ quá, cô mấy ta nó mất tiêu rồi. Rồi mời cô lên lấy vốn lại chứ thua nãy giờ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cảm ơn Châu Nguyễn cho biết tín hiệu. Nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi. Trong mơ, nhìn thấy một người với hương sắc tuyệt vời, mùi nước hoa thơm ngát, giọng nói thanh tao, phân tích tâm vô nhân. Dạ, cái này là thuộc về cái lỗ chim bao rồi thầy. Ở trong mơ mà. Thì có lẽ là do nhớ lại đã từng thấy cái một cái người với cái hương sắc tuyệt vời, mùi nước hoa thơm ngát, giọng nói thanh tao. Đây là chỉ nhớ lại thôi, trong giấc mơ nhớ lại. Rồi thầy biểu là phân tích tâm vô nhân. Thì cái lỗ chim bao thì đâu có gì đâu mà phải phân tích tâm vô nhân thầy. Cái này là trong mơ chỉ nhớ lại. Nhớ lại vậy thôi. Chứ đâu phải ở hiện thực đâu mà phân tích tâm vô nhân. Thì con không phân tích được tâm vô nhân gì hết. Bởi vì đây là cái lỗ chim bao. Là do nhớ lại vậy thôi. Dạ, con xin trả máy cho thầy ạ. Rồi, sao thử mời 5 người ở đây, gọi 5 người cho nó sáng tỏ nhất là. Rồi, mời cô à. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ dạ con kính lễ lễ Sư Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng, con kính chào thầy kinh ạ. Dạ, cô Nita cũng đã giải thích đúng rồi từ thầy, mà con chỉ bổ túc thêm. Thì cái khi mà mơ thì nó không có cái lộ cảnh tâm vô nhân, nó không có xuất hiện, tại vì nó không có cảnh thật, nó chỉ là lộ, thì nó là lộ ý môn. Qua cái phần này là chỉ có lộ ý thôi, chứ không có một cái lộ ngủ nào hết. Thì trong giấc mơ thì nó chỉ có lộ ý sanh khởi. Còn không biết con có giải thích vậy là đúng chưa, thì con xin vô túc chỉ có phần đó thôi. Thành ra không có một cái tâm vô nhân nào sanh khởi trong cái lộ trong cái giấc mơ, trong cái người đang nằm mơ thì chỉ có lộ ý. Dạ, con xin trao mít lại cho thầy. Rồi, lúc sợ lắm. Bây giờ trong giấc mơ cái cảnh nó thuộc cảnh gì quý vị? Rồi, cảnh gì? Cảnh pháp, cảnh pháp chánh tâm, nó cảnh pháp làm sao nó có tâm vô nhân tâm. Chánh tâm này lúc là tào lao này kìa. Tâm càng lúc càng tào lao. Cảnh pháp làm sao có tâm vô nhân, tâm vô nhân chỉ có cảnh ngủ thôi. Rồi, đó là vấn đề. Không có tâm nào vô nhân vậy nữa ha. Được cảnh pháp. Rồi, đó là câu số mấy, câu số mấy, câu số 6 là cô Meta 10 điểm. Cô Hà 10 điểm, xa thấu. Rồi, câu nữa này, chánh tâm ráng lấy 10 điểm lại coi. Câu số 7. Tâm quan sát được biết. Có 3 tâm. Và đều có cùng phận sự như nhau, phải chăng? Và đều có cùng phận sự như nhau, phải chăng?
dễ ủi ha. Đâu, cô Hồng Mai, Hồng Mai nãy giờ chưa lên được, mời cô Hồng Mai lên tiếp và gỡ vốn này. Hồng Mai rồi. Con này trả lời được thôi á. Rồi, mời cô Hồng Mai. Dạ thưa thầy, câu số 7, tâm quan sát được biết có ba tâm và đều có cùng phận sự như nhau phải chăng? Dạ thưa thầy, nó không có như nhau, vì hai quan sát thọ xã có năm sự, quan sát hỷ thì có hai sự là quan sát và làm việc na cảnh. Để con nhớ lại nha thầy. Và quan sát xã thì từ quán sân, từ quán tử, quán tử và sát na, sát na cảnh có làm việc tục sân. Dạ là vậy đó thưa thầy. Thưa thầy thì là con nói lại là nó không như nhau vì có hai quan sát xã và năm sự, quan sát hỷ thì có hai sự là quan, vừa làm việc quan sát và làm việc na cảnh, còn quan sát xã thì nó làm việc khổ kiếp và tử và na cảnh tục sanh. Dạ con chỉ biết vậy thôi. Dạ thưa thầy, tiếp tục ẩn chứng mịch phải không thầy? Con nói đúng, nó chưa rõ ràng, chưa đủ đủ chi tiết, và mời chánh tâm lên nói chi tiết rồi. Dạ con xin nói chi tiết em. Tâm quan sát được biết có ba tâm là hai, một tâm quan sát quả bất thiện và hai tâm là một tâm quan sát thọ xả quả thiện và tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Nhưng chúng không có cùng phận sự khác nhau, đúng, chúng không có cùng phận sự, chúng không có phận sự khác nhau vì những phận sự chúng là có năm phận sự chúng làm là quan sát, tục sinh, hộ kiếp, tử và na cảnh. Quan sát, tục sinh, hộ kiếp, tử và năm cảnh là năm cái phận sự chúng, nhưng mà mỗi phận sự chúng làm khác nhau và nó có ba tâm là một tâm quả bất thiện, quan sát thọ xả bất thiện, và một hai tâm là một tâm quan sát thọ xả quả thiện và tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Dạ con xin hết ạ. Thưa thầy. Thôi rồi rồi, lửa mới lãnh thêm hai trứng nữa rồi. Hôm nay tội nghiệp chánh tâm quá, trứng nhiều quá trời. Rồi đâu cho Nguyễn nghe, cho Nguyễn lên nói sao cho con lành cho là rõ ràng, mời cho Nguyễn nghe. Dạ thưa thầy, Trong Nguyễn chưa lên, để con lên con nói lại cái câu này thưa thầy. Thì con nói là tâm quan sát được biết có ba tâm và đều có cùng phận sự như nhau phải chăng? Thưa thầy thì nó không có như nhau vì cái phận sự cũng khác nhau. Thì có hai quan sát thọ xả năm sự và quan sát hỷ là hai sự. Thì tâm quan sát hỷ hai sự là nó gồm có nhiệm vụ là quan sát và làm na cảnh, và hai quan sát xả có năm sự là tục sanh, hộ kiếp, tử, quan sát và na cảnh. Dạ thưa thầy, con xin hết. Rồi, xa thứ, vậy mình nói rõ ràng vậy mới được chứ. Nói đâu lớn tao mơ, nói đầu không ra đầu, đuôi không ra đuôi vậy chứ. Xa thứ, 10 điểm. Chánh tâm kia này thua nhiều nha, hốt trứng nhiều quá. Năm nay ăn tích lớn, chánh tâm năm nay ăn tích lớn. Rồi, ghi ra đi cho Nguyễn ơi.
Đúng rồi, càng ăn tiếng càng nhớ lâu, càng giỏi. Rồi sao nữa, tôi ghi đâu tới đó rồi ngưng lại. Tại ghi này là cho cô thư ký ba tiếng học dịch luôn. Cái kiểu này là ba cái công việc luôn. Đi gọn đi, tâm quan sát có ba. Tâm quan sát có ba. Hai tâm quan sát và xả. Hai tâm quan sát và xả có 5 nhiệm vụ. Nó ghi gồm hai cái gom chung vô. Tục sinh, hộ kiếp, tử ghi thứ tự đàng hoàng nha. Tục sinh, hộ kiếp, tử, quan sát ba cảnh. Chứ không phải tử tục sinh, ghi tục sinh, hộ kiếp, tử đàng hoàng. Tục sinh nó làm gì hộ kiếp xong nó mới tử. Cái thứ tự đàng hoàng. Là ba cái làm như là một loại. Nó làm việc riêng của nó là quan sát và na cảnh. Đó là quan sát thọ xả, hai quan sát thọ xả. Còn quan sát thọ hỷ á, thì nó chỉ làm một cái việc là quan sát và na cảnh thôi. Ghi cho nó rõ ràng, nhưng mà gọn vậy ha, ghi tùm lum tà la cho cô thư ký này cho bạn học dịch là vừa rồi. Nữa, nói lại nữa. Không nói, ghi sao ghi là ghi không nói, không nói. Ghi đặt làm theo dịch tiếp. Ủa chứ bữa hai tâm quan sát thọ xả, hai tâm quan sát thọ xả bên trong, hai tâm quan sát thọ xả làm có 5 phần sự. Có 5 phần sự chứ đừng đóng ngoặc gì, đóng ngoặc là gì? Có 5 sự, học sinh, học kiếp, tử, quan sát, ba cảnh. Ông dịch rẻ, ông ăn Costco mà mua, mua một thùng, tha hồ cho. Rồi. Một tâm quan sát thọ hỷ, có hai bậc sự. Cái kiểu này chắc phải ôn dài dài nữa nha. Ôn rồi nửa năm nữa mới lấy lại quân bình lại căn bản lại cho quý vị. Cái kiểu này học nhiều quên hết nè. Sao trời, đúng rồi trời. Cho ôn vài cho tới khi nào thấy khá được mới cho học tiếp thôi nha. Chứ hỏi dễ quá trời, cứ ôm trứng hoài. Rồi, tiếp là xong chưa, xong hết chưa, câu hỏi, câu giải đáp xong chưa. Câu số 8.
Rồi đúng rồi, rồi xong. Câu số 8. Kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn có phận sự chống lại năm môn. Kháng ngũ môn có phận sự chống lại năm môn và tạo điều kiện cho kháng ý môn sanh liền sau đó, phải chăng? Kháng ngũ môn có phận sự chống lại năm môn và tạo điều kiện cho kháng ý môn sanh liền sau đó, phải chăng? Rồi, câu này dễ ui ha. Cho mình suy nghĩ chút xíu. Bài học cũ xì, học lâu lắm rồi, học rung rồi, học gần 4 năm trời. Hỏi lại quờ hết trơn. Rồi, đây. Rồi, mời Nhất Tâm xã thấu. Tự gây lên hy vọng hết lãnh chứng nữa nha thầy. Lãnh chứng hôm nay nhiều quá rồi đó. Dạ, con xin trả lời cái câu này. Dạ, kháng ngũ môn có phận sự chống lại năm môn và tạo điều kiện cho kháng ý môn sanh liền sau đó, phải chăng? Hoàn toàn là sai, không đúng với câu hỏi. Vì kháng ngũ môn là lộ ngũ bất trong năm môn, là bất trong những lộ ngũ, bất cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là nó có phận sự bất cảnh ngũ. Và khi nó bất cảnh ngũ, và khi nó bất cảnh ngũ và nó đưa tiếp thu, nó có phận sự khi nó bắt được một trong năm môn, một trong những năm môn thì như là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì nó sẽ đưa qua tiếp thu, quan sát và đón định. Và khi đón định nó là cái phận sự của kháng ý môn, nó sẽ tiếp nhận cái lộ ngũ và nó sẽ xác định đó là cảnh gì, và nó sẽ làm phận sự gì, và nó sẽ quyết định cho cái động tốc tốc hành tâm. Dạ, con xin hết ạ, con xin xuống bích ạ. Rồi, chưa được rõ ràng, chưa được rõ ràng. Mời quý vị khác, mời một vị khác. Rồi đâu, Thamakami lên coi, lên giải thích câu này rõ ràng. Từ câu, đọc câu hỏi cho kỹ lên. Rồi, Thamakami lên coi. Dạ, con kính đảnh lễ chư Tăng và thầy và chào các bạn. Dạ, con xin nói là kháng ngũ môn có phận sự chống lại năm môn và tạo điều kiện cho kháng ý môn sanh liền sau đó, phải chăng? Kháng ngũ môn có phận sự là không có chống lại năm môn, mà là hướng tâm đến một trong năm môn ạ, và cũng tạo điều kiện cho kháng ý môn sanh liền sau đó. Dạ không có kháng ý môn không có sanh liền sau đó. Dạ, sau đó là có ngũ song thức sanh khởi, rồi mới tiếp thu, rồi quan sát, rồi xong rồi mới có đoán định, mà đoán định đó là kháng ý môn mới sanh khởi liền sau đó, cho nên nó không có sanh khởi liền sau đó. Dạ, con xin hết. Sa thú, sa thú, chính xác ha, 10 điểm sa thú. Quá dữ luôn ha. Kháng ý môn không có cái phận sự chống lại, mà nó là phần hướng về năm môn, chứ không có chống lại nha quý vị, hướng về năm môn luôn, là một trong năm môn. Kháng ý môn khi có cảnh sắc nó vô thì nó hướng về nhãn môn, có cảnh thinh nó vô thì nó hướng về nhĩ môn, có cảnh khí nó vô thì kháng ý môn hướng về tỷ môn, thì cứ như vậy nó hướng về một trong năm môn và tạo điều kiện cho kháng ý môn sanh liền sau đó. Thì câu này thì sai ha.
nó tạo điều kiện cho ngũ song thức sanh, nhãn thức, nhĩ thức, thủy thức, thiệt thức, thân thức tùy theo. À, và sau đó là tiếp thâu, rồi quan sát, rồi mới đến kháng ý môn sanh sau đó, à, chứ không sanh liền được. Rồi đó là cái câu trả lời chính xác của Thầm Cảm Y ha. Xa thứ 10 điểm, 10 điểm. À, tâm thì chánh tâm thì trả lời chưa được rõ ràng ha. Kể cho nó an ủi, cho chút số an ủi 5 điểm. 5 điểm gỡ vốn nãy giờ thua quá. Rồi cô thư ký ghi được không? Ghi được rồi lấy thêm 5 điểm còn nữa rồi cho cô thư ký thử công việc tiếp luôn. Ok. Hết giờ chưa quý vị? Rồi, các môn con cháu mới về năm môn rồi. Lỗ 2 phút nè. Lỗ 2 phút mà quý vị vui quá, quan hỷ quá mà lên. Vẫn còn giờ, không thấy vẫn còn giờ. Mình muốn thêm câu nữa không? Hay là muốn ngưng? Cho quý vị ưu tiên. Muốn thêm câu hay là nghỉ hay là stop hay là mệt rồi thôi ha, rồi mệt là đuối rồi. Suy nghĩ nãy giờ đuối rồi, viết xong chưa, cái gì vậy? Cô Hồng Nhung ghi đặt quá kỳ con nhung. Chưa, con trả lời xong chưa? À, ok, rồi. Rồi vậy thôi, ghi tắt ở đây cũng biết thôi, ngủ sơ tính xanh cho nó liền rồi đó. Rồi ok, rồi mời chánh tâm. Dạ thưa thầy, à, con có cái câu hỏi này rất là quan trọng cho những người mà học Phật pháp. À, di sẵn con cũng có thấy chị Nhung học cái lớp của thiền sư ngài Sayana hỏi cái câu mà con mong giúp cái câu hỏi này giúp ích cho mọi người, mong thầy có thể giúp ích được không ạ? À? À, thứ nhất là trong cái 12 nhân duyên đó thầy, à, là thọ duyên ái là cái mắt xích để cho cắt đứt cái dòng luân hồi. Không, thọ duyên ái là làm cho cái luân hồi đó nó sanh tử hoài, nhưng mà muốn cắt đứt cái mắt xích là cắt đứt giữa thọ và duyên cho ái. Nhưng mà nhiều người nói thọ, nếu mà không thọ duyên ái á, thì là phải thọ duyên cho là duyên cho thắng giải. Mà nếu mà duyên cho thắng giải thì khi thắng giải duyên cho đức tin, thì khi đức tin thì có niệm, niệm duyên cho như là khi có định hay là cần, thì là giống như là có cần, và khi mà có cần thì có chánh tư duy, chánh kiến thì là có tuệ. Thì con muốn hỏi thầy là làm sao mà để duyên không có thọ, để duyên cho ái mà thọ duyên cho thắng giải, để có như là để cho để cắt đứt cái dòng luân hồi để được giải thoát đó thầy. Là trong cái 12 nhân duyên đó, theo thầy làm sao để duyên cho được có trí tuệ để mới giải thoát, thầy có thể giúp ích này cho tụi con thầy. Dạ con xin hết. Ơi à, xa đâu nếu gì thường thường mình học pháp mình hay bị dính theo cái vấn đề mà bà dở đó. Mình không có lấy cái thực tế đó, mình cứ dính theo bà dở là mình chết. Bây giờ có cảm thọ, thọ duyên, từ thọ thì nó thọ duyên ái. Nhưng mà giờ khi mình cho cảm thọ, thọ có mấy thọ? Giờ thọ có mấy thọ? Oh,
họ có năm thọ, có ba thọ. Rồi giờ mình lấy năm thọ luôn đi, phân tích ha. Ba hay năm, giờ mình lấy năm, muốn lấy năm hay lấy ba? Lấy ba cũng được, cho dễ dễ cũng được ha. Lấy ba đi, cho dễ nhá. Rồi giờ thọ thứ nhất là thọ gì? Thọ khổ. Thứ nhất là thọ khổ. Khổ là trong đó mình phải hiểu là gì, có khổ và có ưu trong đó ha. Thì có khổ có ưu là mình hiểu ha. Khi nói khổ là một là thọ khổ, thì khi mà thọ khổ sanh khởi thì nó duyên cho gì cái gì? Thọ khổ sanh khởi là duyên cho tâm sân à, bởi vì thọ khổ nó làm duyên để cho tâm sân bất sanh, mà tâm sân bất sanh bởi vì không thỏa mãn, không có đúng được, không có đúng cái ái thì ái dục của mình, nó mới tức mới duyên cho tâm sân. Thì thọ khổ duyên cho tâm sân. Rồi giờ thọ lạc duyên cho tâm gì? Lạc duyên cái tham, đổi hai cái đó không mình đủ chích dắt chứ. Mà cái thọ hai cái thọ khổ thọ lạc là mình đã chích dắt rồi. Thì bây giờ muốn chuyển hóa cái chỗ này sao đây? Thì muốn chuyển hóa chỗ này sao đây? Thọ sanh khởi muốn chuyển hóa thì phải sao? Cô Nhung nói thử coi. Chánh niệm tỉnh giác là một, rồi còn cách nào khác đâu? Còn cái phương pháp nào khác đâu? Như lý tác ý rồi, thì nói như vậy đó là mình chuyển hóa được cái dòng luân hồi. Thì mình khi mình có chánh niệm hoặc là mình có như lý tác ý thì thọ nó không duyên cho ái nữa, mà nó thọ nó duyên cho tịnh tính, nó duyên cho những cái thiện pháp sinh khởi. À, và những thiện pháp sinh khởi thì chúng ta sẽ có cơ hội từ từ mình sẽ cắt đứt cái dòng luân hồi. À, cho nên mình phải hiểu cách rõ ràng chi pháp bằng cái thực tế luôn. Tức là khi chúng ta phát sanh những cái cảm thọ thực tế thì mình sẽ biết cách chuyển hóa nó như thế nào. À, chứ không phải mình tụng theo kinh, mình đọc mình hiểu cái nghĩa đó là mình mệt. À, thì đó mà thọ mà muốn cho không như cho ái thì chúng ta phải có như lý tắc ý, phải có cái chánh niệm tỉnh giác như lý tắc ý để cho chánh niệm tỉnh giác phát sanh. Vậy thôi, đơn giản dễ hiểu. Mọi người có chánh niệm tỉnh giác lần lần từ từ thì do chánh niệm tỉnh giác thì diệt trừ được tham ưu ở đời. Đơn giản để phân giải rõ ràng, diệt trừ tham ưu ở đời một cách dễ dàng, đơn giản sao đúng vậy ha. Rồi xin tả mấy quẹt cho được. Dạ, sa thủ lành thai, Nhật Bình xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính tri ân thầy kinh và cho câu hỏi để ôn bài học ngày hôm nay. Dạ, để đạo tràng được hiểu, học và có thể hành theo lời Phật dạy để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Cảm ơn Quang Khanh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con không biết thượng tọa Phán Công có trước máy không? Sư có trước máy, sư cho con một tín hiệu. Sau khi chúng con sám hối, con cung thỉnh thượng tọa Quán Không ạ. Dạ, hôm nay trong đạo tràng con thấy ở các ba vị sư. Dạ, thượng tọa Quán Không, thượng tọa Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tế Đức. Dạ, con không biết thượng tọa Quán Không có trước máy không, bạch sư. Sư cho con xin một tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi kính pháp ạ. Ô ta mang ghê là quạnh đê hăng ba là phạm xâm và ruột ta mang bột thầy dâu cà lì tàu đâu sao bột thâu cà mà tù tăng mà mang có em hay.